Rồi bắt đầu, bắt đầu hôm nay mình ship máy bay con dơi. Biết máy bay con dơi không em? Phải không ship vậy? Ship gì nè? Máy bay kiểu khác ship gì nè? Ship đôi tay này lại. Nó máy bay không có mũi hết trời. Ừ, con dơi nó bay cà lạng như con dơi vậy đó. Con dơi hồi nãy trời, con ấy nó ngủ quá trời. Ừ, đu cây á. Nó đu ngược lại trời. Ừ. Nó là con dơi. Dạ. Chúc con bay làm trong bài thử coi. Ok. Điều chưa? Để coi cái điều chưa. Con này đè hai góc cái này. Cái này đều chưa đều hả? Đều ké ra. Chưa đều hả? Đập cái đôi đó rồi. Không chưa, đè này xuống, đè cái gì nữa lại. Nó tay kéo đi nè. Ừ. Rồi xíu thêm lần nữa. Nè, chỗ này nè. Cùng ở đây nữa. Ừ, bằng cái gì vào đây luôn. Bằng đó luôn. Cho cái cạnh nó bằng mấy chăng? Ừ, cái cạnh nó bằng đi. Đè xuống. Đè này xuống, đè cái góc này xuống. Nghe cái cạnh con bằng rồi chưa? Ừ. Cái cạnh bằng đi. Đè mạnh xuống. Ừ. Nghe nghe đè cái gì này nè, mấy cái lần này nè. Thẳng. Chịp xuống. Xong chưa? Được rồi. Ừ, như nè, đè cái này nè, đè này nè, đè. Dạ, biết rồi. Ừ, đè đây nè, đừng đè đó, đè đầu này vào đây nè. Rồi. Đè mạnh, đè mấy lần này nè. Ừ, đè cái gì vào đây nè. Rồi bên đây cái nữa. Ừ, lật ngược lại. Tiếp đây cái nữa. Đó. Được chưa? Được. Đè xuống, đè sát xuống. Cái tay đè hay đè nè. Cái tay làm gì nè? Kéo ra. Được chưa? Rồi xếp góc này lên. Góc này canh. Ngay góc này nè, ngay góc này luôn nè. Nó xuống đây, góc dưới đây nữa. Dài góc dài nè. Đây góc tay đầu. Gì nè. Đây nè, tuốt đây luôn, xuống dưới đây luôn. Nè. À, tiếp không được. Nè, gì nè. Nó bị kẹt chóc rồi. Nè, gì nè. Hả? Kẹt chóc rồi chưa. Đây, đưa tỉa này nè. Ừ. Canh góc như này nè. Mày làm kiểu thẳng nè. Để thẳng xuống đi. Canh góc dưới đây một cái. Canh góc dưới đây một cái. Anh chưa từ từ cũng nghèo. Đó. Ừ. Đè xuống. Lấy tay đè xuống. Ừ. Rồi lật qua bên kia. Rồi tiếp giống gì nữa. Nè. Ừ. Tiếp bên đây nè, đây qua nè. Nó đặt gì nè, đè xuống. Chưa. Nó ta đè xuống, nó ta đè sát xuống. À hả? Ừ, đi đó, đợi chút. Nay là mình đã ra trăm. Cái bài hình con dơi. Dơi bài lâu. Bài lạng nhưng dơi đó. Làm hai chiếc à? Làm chiếc thôi, ngự chiếc thôi. Mày làm lâu không biết kia. Xong chưa? Rồi. Nè. Chưa? Ừ.
Rồi bắt đầu đây, bay đầu đầu ở đây. Đầu dưới đây nè, đầu dưới đây nè. Đầu này nè, đầu này nè, đầu này nè. Dạ. Xếp này lên. Đầu này phải không? Xếp bây giờ. Xếp cho vuông góc này nè. Tấm này hả? Ừ. Nè, xếp này lần này sát cái đây nè. Dạ. Ừ. Ngay ngạc chưa, chưa không? Canh cả đều coi, canh cả đều góc coi. Nè, đều chưa? Nhìn coi hai góc bằng nhau chưa? Dạ. Chưa. Không phải chưa đều kìa. Này em xếp đều như vậy nè. Nè hai góc bằng nhau là hai cái đường bằng nhau nè. Không bằng thẳng rồi. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. Chưa nè, không xếp nó sẹo trơn rồi nè. Nó sẹo trơn nè. Xếp gì nè, canh ta đều nè. Hả không? Canh này trước sau cái ngược lại ra. Đó. Ủa, xếp đúng không em? Đúng. Đúng chưa? Đúng rồi. Ừ. Rồi, tiếp tục lật ngược lại. Con này hả? Ừ. Tiếp cái này nữa. Canh giống như nãy vậy đó, canh đều giống nãy vậy đó. Đặt vô đây. Ừ, này gần xong rồi đó. Làm sao nữa? Rồi, bung ra. Ra. Ừ. Bung ngặt lật ngược lại, lật ngược lại, gì đó. Nè. Ở đằng tên lửa gì kìa. Giống tên lửa không? Giống. Tên lửa. Rồi xếp lại. Xếp cho nó xuống dây nè. Đụng đụng dưới luôn. Ngay dưới giữa nha, ngay dưới lòng giữa. Nè phao. Chưa chưa, đụng nè, đụng mí này luôn nè. Đụng mí đây nè. Rồi. Vậy đó. Ngon đi chắc. Rồi. Anh chưa lật ngược lại. Lật ngược, lật ngược lại. Ừ. Nó gần dê rồi. Gần gần dê đó này, xếp xuống. Này nè. Không có nhìn mình. Nè, lật ngược lại, lật ngược lại, đè cái nó. Lật ngược lại, lật ngược lại, lật ngược lại. Ừ. Xếp này nè, xếp cái cạnh này nè. Cái cạnh này nè, đụng như này nè. Đến nào? Ừ. Cạnh trên đây nè, đụng như cạnh này nè. Dạ. Mà này giống bằng này nè. Này góc này, xéo đây nè. Cái này hả? Chưa, chút, chút đợi xíu kỹ cho. Nè. Xếp đây nè, đây nè, đây nè. Cạnh này nè. Nè. Cạnh này nè, cạnh này với cái này cũng bằng nhau nè, đó. Đó. Cái này hai gì hết trơn. Đó, gì đó. Cái chân dơ hả? À? Ừ, cái đầu dơ này không nhìn nữa. Ừ. Nhìn nè. Ừ. Chân là ngã hết trơn. Ừ. Cái con dơ hả? À? Ừ. Là hai gần hết nhớ, nó giống mình không? Không. Hả? À. Chưa. Cái tay con dê đây hả chồng? Chưa. Ừ. Mà đặt một rồi. Dốc. Chíp lên. Chíp lên hả? Cái này chíp lên hả? Nè. Chíp lên đây hả? Ngay cái lần gạch nãy nè, cái lần nãy nè, đây nè, đây đây nè. Ừ, chíp lên. Thấy chưa? Ừ. Xếp lên vậy nè. Dạ. Rồi xếp lên chưa? Nè. Chỗ cái này giống. Đè xuống, đè xuống, đè xuống. Đè này xuống. Rồi, lật ngược lại. Lật ngược lại. Dạ. Lật ngược lại, lật ngược lại, lật ngược lại. Ừ. Rồi xếp này cái nữa. Xếp này đè vô đây cái nữa. Dạ. Cái này phải không? Đâu được hả? Này đây rồi phải không? Dạ. Xếp lần này nè. Úp vô đây nè. Đó. Đè này xuống, đè cái góc này xuống. Xong rồi đó. Con dê này vậy hả? Ừ. Rồi, rồi không chưa? Nè, kẹp lại lại. Kẹp bên đây hả? Ừ, kẹp gì đó, ừ. Kẹp bên đây. Ừ, ừ.
gặp lại. Để xuống hả? Ừ, để xuống. Ừ, nó nè. Ừ. Đúng xe mô tô. Ừ. Rồi xong chưa? Được rồi, đèn xong chưa? Đèn sát lấy tay đèn gì nè, đèn mấy cái gì này nè. Cái gì này chưa bằng rồi cha. Ừ, nhìn được đi. Rồi. Xếp đi nè. Bẻ lại. Xong rồi. Đúng. Này bẻ cánh nè. Này xếp cái cánh nè. Ừ. Ngày nào quen? À. Nè, xếp đúng không? Dạ. Bẻ cánh. Bẻ cánh nha. Bẻ xét á, xét gần đây nè. Ừ. Ừ. Trên đây phải không? Ừ. Bẻ quanh đây con chân. Đưa không phải vậy được rồi nè. Cánh nè, xếp gì nè. Ừ. Xếp thẳng xuống luôn á. Căng cái góc mà thằng lưng nè, nó thẳng được rồi. Chẳng này áo phát gì. Ừ. Đó. Thì xếp cái cánh được rồi. Đó. Ừ, bên cánh kia cái nữa. Không, con không biết xếp cánh. Này bẻ lên gì nè. Gì đó. Nó bằng chơi làm bằng đi không? Rồi. Bằng chưa? Rồi, bằng rồi đó. Ơ cha anh nè cha. Ừ, đóng dơi không? Giống dơi không? Yeah. Ừ. Đây là con dê của mình nha bạn đi.